Đầu video chúng chào cô chú anh chị nha. Hôm nay thì chúng chia sẻ cô chú mình sơn ở chậu thay chữ nhật của anh chị. Này chữ nhật 60 nha. Ngang khoảng 55. Ngang khoảng 55. Đó, chữ nhật 60 thì bây giờ chúng sẽ tiến hành mình pha nước sơn để mình sơn nha. Thì cái này thì khách hàng đặt sơn giấy đá đi chung sơn và chia sẻ cho anh chị mình cô chú anh chị mình pha sơn luôn. Cái này thì chung sơn cái màu màu xám nha. Thì giấy đá xám. Này mình pha muốn pha màu xám nên chị mình pha màu trắng trước xong mình bỏ ít màu đen vô. Bỏ nhỏ giọt màu đen vô nó ra màu xám. Mình muốn xám đậm xám lợt mình bỏ đen nhiều hay ít nha. Xong mình quậy đều lên. Rồi mình đổ keo vô mình quậy lên mình sơn đây. Cái này thì nước sơn chung pha dư nên là chung không có chia sẻ cách pha thực tế hơn. Thì anh chị mình nắm công thức đó mình có pha đây mình pha nha. Cô chú anh chị mình phúng giấy đá nha. Mình sơn cái màu xám xong thì mình phúng giấy đá bằng cọ. Mình phúng cái giấy đá màu đen trước anh chị. Mình dùng cọ mình chấm nước sơn. Chấm xong mình vũ vũ cho nó gáo nước sơn, nó bớt nước sơn xíu. Mình phúng bằng tay mình phúng vô cái chậu nha. Đó, mình phúng giấy đá vô nè. Nó ra những hạt hạt đá đó. Nó chỉ đơn giản là mình phúng như thế nó sẽ ra hạt đá. Phúng đen xong rồi một lát mình phúng trắng lên nó ra cái giả đá sáng anh chị. Đó, anh chị mình phúng như vậy đó. Mình muốn nhiều hết thì tùy theo mình phúng nha. Đó. Phúng thưa thưa có hạt thì mình phúng nhẹ nhẹ tay và mình đều đều tay là đẹp rồi. Mình muốn dày dày thì cứ phúng thoải mái dày dày vô. Xong anh chị mình phúng cái giấy đá màu trắng nha. Phúng giấy đá màu trắng xong thì mình sơn cái nền với sơn qua văn là xong. Mình cũng pha cái màu trắng là dùng cọ mình phúng nè. Thì cái màu sơn này thì cơ sở có cung cấp luôn anh chị. Cơ sở của mình chung có cung cấp luôn anh chị nào mình có cần mua bột màu, nước sơn, keo thì chung có bán luôn. Anh chị có mua thì liên hệ cho chung nha. Chị mình giải đáy xem
da đá trắng xong thì mình cứ sơn cái màu đỏ nha, sơn cái nền màu đỏ để mình sơn cái vũ vàng lên cho nó nổi cái hoa văn anh chị. Xong anh chị mình sơn cái nhũ vàng nè, nhũ vàng lên cho cái hoa văn nó sáng là xong anh chị. Cô chú chị mình đã sơn hoàn thiện hết trơn thì mình tiến hành mình phủ bóng nha, phủ bóng bằng keo monokiều, keo monokiều mình pha loãng ra mình phủ bóng đây, nhũ vàng đồ nước sơn nó khô quá thì mình tiến hành mình phủ bóng nha anh chị. Keo này mình mới quét nó sẽ có cái màu đục đục vậy đó, khi mà nó khô thì cái màu màu trắng nó biến mất nha, chậu trở nên nó trở nên bóng đẹp hơn. Keo này mình quét lên là anh chị mình chống thấm được luôn nha anh chị, chống thấm cho cái chậu luôn. Thì Trung đã sơn hoàn thiện cái chậu chữ nhật nha, chữ nhật nhỏ để khách hàng nuôi cá không vậy, thì Trung đã sơn cái lồng trong luôn, sơn nó chống thấm nè, còn cái keo chưa khô nha, mình chống thấm cái trong cho nó đảm bảo để khách hàng mình nuôi cá nó không có bị thấm nước rỉ nước của anh chị. Để chậu sơn giả đá màu xám này có pha thêm ít màu xanh cho nó xanh xanh xíu cho nó đẹp, và mình sơn cái nền màu đỏ nha, và cái hoa văn này anh chị mình sơn cái màu vàng lên là nó nổi nó đẹp rồi đó. Còn chậu này mình trồng cây cũng đẹp, trồng cây bonsai nha anh chị, trồng cây nào nhỏ nhỏ mình trồng nó cũng rất là đẹp. Thì Trung đã chia sẻ cách sơn hoàn thiện cái chậu, anh chị nào thấy cái chậu nó đẹp thì cho Trung một cái lượt like, một lượt đăng ký cái kênh để ủng hộ Trung. Còn mình có cần nước sơn bột màu khuôn chậu thì liên hệ cho Trung. Thì video Trung chia sẻ tới đây cũng xin kết thúc, thì cuối video Trung chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt và thành công cho sống nha.